Rồi anh chàng này thì bữa giờ là ảnh toàn là thử thách trên giải nịnh tối không. Đấy, sao cũng bao nhiêu buổi vẽ lên đủ là vải nền tối ha. Bây giờ anh cũng hiểu vấn đề rồi. Anh vẽ cúc bệ đó nè, cũng trên nền tối, ba bông luôn. Rồi vẽ hướng dương nè, vẽ qua lan nữa, qua mọc lan cũng trên nền tối nè, hình bự luôn á. Bông nó bự lắm á. Chung mà vẽ nền tối thì nó kỹ thuật nó khác, nó khó hơn nhiều. Đó, bữa nay nhìn cũng tương đối dự ý rồi đó. Đấy, cái lá giờ đẹp lên không? Đấy, không? Nó học bài nào hoàn thành bài đó cho tôi mừng. Cứ cố gắng học bài nào hoàn thành bài đó cho tôi. Tôi dạy có vất vả mấy tôi cũng chịu hết trơn á. Không đẹp rồi đó, thấy là ok đó, biên lá lên nó nhẹ vậy là đẹp rồi, nó không cần phải quá tươi. Nó tươi quá nó làm sẽ ảnh hưởng tới cái bông á, bông mình đã tươi rồi. Ok. Đâu để đứng lên coi. Đấy. Đó, ok. Rồi, chụp hình cái nha.